Dạ, chữ đầu tiên, chữ thượng. Thì để viết chữ thượng đẹp nhé, các bạn chỉ cần viết các nét này nó vuông góc và nó song song với nhau là được. Đó. Nét này sẽ là nét thẳng đứng này, và hai nét này nó sẽ là hai nét ngang. Thế thôi. Về cái chiều rộng của nét ngang ở trên nhé, các bạn viết sao cho cùng lắm là bằng cái phần này, chứ không được phép dài quá. Các từ vựng cần nhớ, chữ thượng đứng riêng cho chúng ta từ ghê, ưỡe ở trên. Tiếp theo nhé, mê ưỡe. Mê ưỡe có nghĩa là người trên. Người trên thì được tính theo tuổi tác hoặc là tính theo vai trò chức vụ ở trong tổ chức đó. Tiếp theo đây là một động từ nhé. Các bạn cứ thấy từ nào mà kết thúc bằng masu ấy, thì đó sẽ là một động từ. Mình có từ agemas. Agemas có nghĩa là giơ lên. Ví dụ cô giảng nói là các bạn giơ tay lên chẳng hạn. Teo agete kudasai. Hoặc là nâng lên, mình nâng một cái vật nặng gì đó lên cũng gọi là agemas.